đời sống. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm về công nghệ rất là hay. Các bạn thấy hay thì hãy nhấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Và sau đây mình xin giới thiệu đến các bạn. Như các bạn đã thấy ở phía trên bàn chúng ta đây, các bạn có thấy một chiếc gì không? Đây là một chiếc sim 4G, một chiếc sim 4G mobifone nha các bạn. Vậy chiếc sim 4G này nó có khác gì so với những chiếc sim 4G đang bán trên thị trường thì sau đây mình cũng xin tiết lộ với các bạn. Đó chính là đây là một cái phôi sim trắng 4G nha các bạn. Cái phôi sim trắng này có nghĩa là cái sim này nó chưa có số nha các bạn. Bình thường như các bạn đi ra ngoài cửa hàng điện thoại, chúng ta mua sim thì cái sim của chúng ta nó đã tích hợp một cái số thuê bao vào trong sim. Nhưng mà đây là một cái sim mà có nghĩa là sim trắng, có nghĩa là nó chưa tích hợp số vô cái sim này nha các bạn. Vì vậy mà hôm nay mình đã mua chiếc sim này á thì để làm gì? Thì sau đây mình cũng xin nói cho các bạn biết luôn là cái sim này á là sim 4G mà chưa tích hợp số. Trong khi đó đây, một chiếc điện thoại của mình đây, đây là một chiếc điện thoại của mình. Cái chiếc điện thoại của mình á là nó có hỗ trợ 4G, nhưng mà tại vì á mình đang sử dụng một cái sim 3G nha các bạn. Cái sim 3G này của mình á là mình đã sử dụng cách đây khoảng 10 năm rồi. Cho nên là cái sim này nó chỉ hỗ trợ 3G mà nó không hỗ trợ 4G. Trong khi đó điện thoại của mình lại hỗ trợ 4G. Vì vậy á, để điện thoại của chúng ta có thể được sử dụng được 64G thì chúng ta có thể là mua một cái sim 4G ở ngoài một cửa hàng điện thoại chúng ta gắn vào. Nhưng mà đối với những người họ không có nhu cầu họ đổi số đó, họ vẫn muốn sử dụng một cái số cũ của họ xài bao nhiêu năm nay đó, nhưng mà họ vẫn muốn có 4G, thì cách duy nhất là chúng ta phải đổi sang sim 4G. Và hiện nay á, ở Việt Nam của chúng ta á, có hai cách để chúng ta đổi sim 4G. Cách thứ nhất là các bạn sẽ mang chứng minh nhân dân của các bạn ra những cửa hàng mobifone đó, các bạn tiến hành kêu nhân viên là đổi sim sang sim 4G cho các bạn nha các bạn. Tại vì mình xài nhà mạng mobifone cho nên là nếu mà mình muốn sử dụng 4G, mình sẽ mang cái sim 3G của mình này ra cửa hàng mobifone, sau đó mình sẽ nhờ nhân viên ở cửa hàng mobifone là đổi cho mình một cái sim 4G nhưng mà vẫn giữ nguyên cái số thuê bao của điện thoại mình. Đó là cách thứ nhất nha các bạn. Còn cách thứ hai là các bạn, đây hôm nay mình sẽ giới thiệu đến bạn, đó chính là cách thứ hai, có nghĩa là các bạn sẽ đổi sang sim 4G ngay tại nhà, không phải ra cửa hàng mobifone nha các bạn. Vậy đổi ngay tại nhà thì chúng ta sẽ cần một cái sim trắng như thế này. Và cái sim trắng như thế này các bạn có thể mua ở đâu? Thì mình cũng xin nói luôn là các bạn có thể ra cửa hàng mobifone, chúng ta mua một cái phôi sim trắng như thế này, chúng ta có thể về nhà tự đổi. Hoặc là một cách tiện lợi hơn là chúng ta có thể mua ở trên mạng nha các bạn. Đây là một cái sim phôi sim 4G mobifone mình đã đặt mua ở trên mạng. Mình mua chiếc sim trắng này ở trên mạng với giá chỉ là 20.000 thôi nha các bạn. Chỉ 20.000 với một chiếc sim trắng phôi sim 4G này. Và chúng ta sẽ tiến hành cách chuyển đổi từ sim 3G trong điện thoại này sang cái sim 4G này. Thì lúc đó là cái số thuê bao cũ của chúng ta từ sim 3G nó sẽ chuyển vào cái phôi sim 4G này. Là chúng ta có thể lấy cái sim 4G này chúng ta gắn vào điện thoại. Còn cái sim cũ của chúng ta lúc đó là nó không còn số nữa thì chúng ta sẽ bỏ đi. Và sau đây cách thực hiện như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để cách thực hiện chuyển sim 3G sang sim 4G. Và các bạn hãy cùng xem video clip sau nhé. Như các bạn đã nhìn thấy trên màn hình thì đây là điện thoại của mình, và mình đang sử dụng là sim cũ 3G nha các bạn. Và các bạn hãy nhìn trên thanh trạng thái xem, sim cũ của mình không có sóng 4G, nó hiện chữ H cộng. Chữ H cộng này có nghĩa là biểu tượng của 3G nha các bạn. Và sau đây mình sẽ tiến hành mở bàn phím điện thoại lên và mình sẽ nhập sao 090 sao 7 thăng, sau đó nhấn nút gửi. Như vậy trên màn hình của chúng ta nó đã yêu cầu nhập phím số 2 để tiến hành đổi sim 4G nha các bạn. Thì các bạn hãy nhấn phím 2, sau đó nhấn vào chữ gửi để tiến hành đổi sim. Và trên màn hình của chúng ta cũng đã hiện lên là nhập số seri của sim. Thì các bạn lấy cái phôi sim trắng, các bạn lật mặt sau ra. Như các bạn nhìn trên màn hình, mình đã khoanh hai cái vòng đỏ ở trên cái thẻ sim. Đó là hai số seri
trên SIM nha các bạn. Các bạn nhập số seri vào và nhấn. Khi nhập xong, các bạn nhấn nút gửi. Như vậy là trên màn hình của chúng ta nó đã hiện lên chữ đổi SIM thành công. Như vậy là mình đã đổi SIM thành công nha các bạn. Mình sẽ tiến hành tắt nguồn và gắn SIM mới vào. Như vậy mình đã vừa tắt nguồn và gắn SIM mới vào xong nha các bạn. Các bạn nhìn trên thanh trạng thái các bạn thấy gì chưa? Đó chính là sóng 4G, có ký hiệu 4G ở trên ngay cột sóng đó các bạn. Như vậy là mình đã đổi SIM thành công rồi nha các bạn. Rất là nhanh, rất là tiện lợi. Chúng ta chỉ bỏ ra khoảng 1 phút là chúng ta đã đổi xong. Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn cách đổi SIM 3G sang SIM 4G ngay tại nhà. Rất là tiện lợi, chúng ta có thể thực hiện việc đổi SIM này ngay tại nhà, chúng ta không phải ra cửa hàng. Chúng ta vẫn có thể chuyển đổi SIM 3G của chúng ta sang SIM 4G. Và nếu các bạn cảm thấy video clip này hay thì hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Hẹn gặp các bạn ở những video clip sau. Xin chào tất cả các bạn.